Nhà máy chính hãng của hãng Zion là đặt tại chính hãng công ty Zion đặt tại Đài Trung, Đài Loan. Đây là quang cảnh bên trong nhà máy. Nói chung là ở thế giới phát triển bây giờ thì là những người nước nghèo là đi sản xuất cho những nước giàu dùng. Đấy các bạn, các quý khách có thể thấy, quý vị có thể thấy là những công nhân của những cái nước giá nhân công thấp đang sản xuất những cái chiếc xe đạp chất lượng cao. Hãng Zion là một hãng theo như mình đánh giá là hiện tại như trên thế giới bây giờ là một cái hãng mà hãng thuộc vào dòng trung cấp và phổ biến nhất thế giới bây giờ là hãng Zion, rất là lớn. Như các bạn có thể thấy đấy là trong đây, các bạn có thể thấy là hãng Zion là sản xuất tại Đài Loan nhưng mà hầu như là Mỹ sử dụng. Toàn là những cái nước mà đang nghèo ấy, đang phát triển ấy là đi sản xuất cho Mỹ sử dụng thôi. Những nước nghèo, những nước đang phát triển đi sản xuất xe, đi sản xuất xe cho các nước phát triển dùng. Chất lượng thì đương nhiên mà đã vào được Mỹ và vào được các nước phát triển thì đương nhiên rất là tốt rồi. Và nhà máy chính hãng đều đặt tại Đài Loan hết. Tiện đây thì cũng nói qua là hãng Zion hiện tại thì có 3 thương hiệu. Hãng Zion hiện tại có 3 thương hiệu, đó là thương hiệu Zion là chuyên về dòng thể thao và các cái dòng nói chung, đó là công ty mẹ. Và hãng Zion mới mở thêm một hãng con, hai hãng con, đó là hãng Lee. Hãng Lever, như các bạn có thể nhìn thấy trong hình đây, hãng Lever. Hãng Lever này là cũng thuộc thương hiệu của Zion nhưng mà tập trung cho giới tính nữ và được đặt theo tên riêng của một vận động viên nữ người Mỹ. Hãng Lever. Và các bạn có thể thấy là bây giờ xuất hiện thêm một cái hãng mà cũng khá là quen thuộc đối với người dùng của Việt Nam chúng ta, đó là hãng Momentum. Momentum cũng là thuộc thương hiệu của Zion. Momentum thì thiên về những cái dòng đi trong phố, những cái dòng mà nhẹ nhàng touring đi trong phố thì cũng thuộc Zion. Còn hãng Lee là thiên về cho dòng của lữ giới dùng. Đấy, là tên một vận động viên nữ. Còn hai thương hiệu Lee và Zion và Momentum, Lee và Momentum đều thuộc thương hiệu Zion. Nhà máy đặt chính hãng tại Đài Loan. Và như quý vị có thể thấy là từ đầu đến giờ thì tất cả những cái thương hiệu Zion này đều xuất sang Mỹ dùng hết. Xuất sang Mỹ dùng. Cho nên là thời buổi bây giờ là tất cả những cái nước nghèo, những cái nước phát triển, những nước nghèo, những nước phát triển, những nước mà có nhân công rẻ, có chịu được môi trường độc hại thì phải đi sản xuất những cái sản phẩm cho những cái nước giàu và những cái nước nhiều tiền, những cái nước mà người ta không muốn sản xuất, người ta chỉ thích dùng thôi. Đấy, người ta chỉ thích dùng thôi, cho nên là tất cả là sản xuất Đài Loan đấy. Các quý vị có thể thấy dưới gầm của chúng ta là toàn tiếng Đài Loan không. Chính hãng của Zion là chỉ có ở Đài Loan thôi các bạn nhá, các quý khách nhá. Còn bây giờ là chỉ có những nước nghèo đi sản xuất thì nhân công rẻ, chịu độc hại môi trường. Sắp tới Việt Nam cũng có chuẩn bị sắp có nhà máy sản xuất xe đạp nha các bạn nhá, bởi vì rất là độc hại. Trung Quốc đang bị Mỹ đánh thuế hàng 200 tỷ với 500 tỷ đô, cho nên là Trung Quốc và Đài Loan
đang âm mưu là sang Việt Nam mở nhà máy sản xuất xe đạp để mà lé thuế của Mỹ, để thay nguồn sản xuất từ từ Đài Loan hoặc là Trung Quốc, để mà bị thuế, bị Mỹ đánh thuế thì thay vì đó là sang Việt Nam sản xuất, mở nhà máy sản xuất xe đạp. Xin thưa với các bạn là sản xuất xe đạp là phải liên quan đến nhôm, những cái chất luyện nhôm rất là độc hại môi trường, cho nên là những cái thằng Mỹ ấy, những cái thằng nước châu Âu ấy, hay là các cái thị trường Nhật Bản, Mỹ bây giờ là người ta không sản xuất nữa. Người ta sẽ đẩy hết cho những cái nước đang phát triển, những cái nước nghèo, những cái nước mà nhân công rẻ, những cái nước mà chịu được độc hại, chịu được ô nhiễm môi trường thì là sản xuất cho họ dùng. Và sản xuất xong thì họ xuất sang Mỹ, họ xuất sang Nhật, họ xuất sang châu Âu để mà họ dùng, chứ họ không có sản xuất. Cho nên là những cái quý khách mà bây giờ mà tìm xe mà made in Nhật Bản hay là made in Mỹ thì không có đâu, xin thưa quý vị là không có. Và theo như mình đánh giá thì hiện tại thì là cái hãng Giant này là cái hãng nổi tiếng nhất. À, quý vị có thể tìm hiểu thêm hãng như là hãng gọi là bình dân và gọi là phổ biến nhất. Và như quý vị, sắp tới đây thì xe đạp Hải Phòng có nhập thêm về một số cái xe đạp mà thương hiệu là thương hiệu Ly. Thương hiệu này thì ở Việt Nam thì quý vị có thể chưa biết, nhưng mà thương hiệu Ly này thì cũng thuộc tập đoàn của Giant nhá các bác quý vị nhá. Giant thì có hai thương hiệu con, thương hiệu Giant là thương hiệu chính, thương hiệu con là thương hiệu Ly và thương hiệu Momentum. Thương hiệu Momentum thì chúng ta đã quen rồi, Momentum thì chuyên cho những cái dòng mà touring đi trong phố, còn thương hiệu Ly thì chuyên cho dòng lữ, thường hướng về phái lữ và được thiết kế cho giới tính là lữ. Là thương hiệu mới của Giant là Ly. Và sắp tới xe đạp Hải Phòng cũng sẽ nhập về một số dòng xe đạp thương hiệu Ly. Quý vị hãy theo dõi xe đạp Hải Phòng để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà shop chúng tôi sẽ nhập về. Ly là thương hiệu mang tên riêng của một vận động viên nữ, vận động viên xe đạp nữ người Mỹ. À, quý vị có thể thấy là tất cả những cái thương hiệu Giant này thì đều sản xuất tại Đài Loan và xuất đi các nước phát triển dùng, cũng như là mình đang trình bày trong những cái video trước. Ok, tối nay rỗi live stream vậy thôi, để dành cho các bác hỏi xem là các bác, một số các bác khách hàng thường hay hỏi là gian thì của Đài Loan thì có tốt không, gian là đồ đẻo sau gian để xe Đài Loan mà làm sao mà tốt được, thì mình có là tiện đây thì đang tham khảo một số video trên YouTube thì quay cho các quý khách và các anh chị em cùng xem. Thì gian chỉ có ở chính hãng ở nhà máy tại Đài Loan thôi và xuất các cái nước đi các cái nước phát triển. Còn lý do tại sao như vậy thì mình cũng đã nói trong video rồi. Vâng, và xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.